chuồng Còn ông định đem tập ông thể thì chuồng khác 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 hố. đó, nem ông xuống một hầm luôn à? Là nem nem ngừ chôn chung một hầm. Nem ngừ chôn chung một hầm. Là bây giờ là người dân lắm luôn, mất mất mộ nó quên kêu như là không ai ấy á, rồi bắt đầu ai phang bình trời mưa này sạt 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 bình nó quốc trồng mì trồng lan rồi cả bình mất tích luôn. Hầu đó hết là bị thương nhiều lắm. Cái nhà nhà cái nhà sát bên kia nhà nhà đêm sát đây là ai từ thân nhân là chôn mà anh nội xa quá là ở trong là bỏ một nửa quay một không kiểm quay một không gỗ anh đó là cất xe để gia đình tới nhận là tới hai cái hồn hai cái hồn ở trong một bì nhựa luôn nhà tại vì đi xe là ở trong là già đúng rồi ở trong là người ta bỏ cái bịch nhựa xong rồi tới một cái hòm gỗ xong là ở ngoài là hòm kẽm ở trong hòm kẽm cháu hoài hòm gỗ bữa đi hút lên là cái hòm kẽm xiết luôn á dạ đúng rồi cái bữa hút lên là cái hòm kẽm vậy cô hầu đó là nhà xác kia là hầu nó xây trước hay xây sau trước sao? Chứ thì trước rồi mới đem xác thôi ở đây là có cứ là người mấy ông là có thì rất là tớ ông đi sát mộ thì bắt đầu không có ai nhận đi á là phải ông đi chôn có đội chôn có cái đội chôn chôn đò hầu là cái nem nem đi luôn ha hút một cặp coi như là bộ đậu mình là coi như là trung khác như như mới đưa người ta đi vừa trong tâm dưa nem mươi vừa nó bị đụng bộ đánh chết nem ông nem ông ấy mà không ấy theo cái đêm trông kia cửa chùa nó không chịu quất lên đêm này khi trông giờ ông kia ông ban đất là tìm không ra cái hốt hốt gì cô biết mà hầu tên là ông tên thúi được tìm không ra là bây giờ nem nem cái mộ đó giờ mất luôn à mất luôn trông một cái hố trông tập thể thì trông khác 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 hố đúng đó nem ông xuống một hầm luôn à là nem nem ngừ trông chung một hầm nem là bây giờ là người dân lắm luôn mất mất mộ nó quên kêu như là không ai ấy á rồi bắt đầu ai phang bình trời mưa này sạt 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 bình nó quốc trồng mì trồng lan rồi cả bình mất tích luôn hầu đó là có để bia mộ gì không không có cách nào trốn à, lính nghỉ đâu có đỡ bia đâu con đang bia kia đây là lính nhân đồng rồi anh hai này coi như bị quân này là như mà ai là còn nhận xét là nó tìm này nó cốt cái đêm giờ người đêm giờ này cái còn cái mộ á mấy cái cây này có mộ hết này một cây nằm chính giữa mộ á sống ở trong đây ông còn còn minh mẫn rồi còn minh mẫn ở chỗ mày dũng lên rồi vô gần đây luôn đi chỗ đằng luồng vô được đi vô đằng chỗ nhà xóm cô có cái đường lên lên miếu á không ở sát miếu luôn sát miếu bè vậy cô có thể cớ cho tụi con nghe quá trình chôn cất xây mộ ở đây rồi như thế nào không thì nó chôn cất này nó mướn người xây mộ là xây mộ giờ ấy có số là vừa xíu hết á nên số tám là gì hồi đó là trốn ít phải không? Trường sâu là năm 72 mới nhiêu ạ? Năm cái gì? Giờ xóa nhá. Giờ ở phát trời đất này tôi thấy con trời ơi vậy tạo giờ ai biết biết không? Ở đây là bác cô Nga nè. Dạ. Cô Nga có ở con một mà hướng khác cô Nga về đây. Cô Nga mới cái bà mới đi tìm từ ở trong Bà Rịa bà ra mới tìm thằng bà về cái mà nó mới hầu chồng mà bà cũng ra bà nhận hầu đã chưa ra nhận thân nhân bà nhận nhân bà đi chết quên ba năm rồi nhận hồn đem đi tìm mẫu chồng bà đem giờ thì bà kiếm bà mướn người đi kiếm hết luôn thôi chứ bác bà tìm mộ là chồng bà chết năm nào năm năm tới 18 năm tháng cá tìm hết rồi cũng vậy luôn cái quần đi cúng hả thì nói bây giờ tôi nói cô bây giờ tôi là cũng tin cả đừng có chấm lên cái học gì cô nha bà tôi bà ra bây giờ bà lại đi kiếm bà ra tôi giờ tôi ở anh em tập thể bà làm cho tôi một mâm công chi là công nhân từ giả anh em tôi ra tôi về với bà tôi dẫn xuống bà xuống nhà
hướng xác dẫn để chỗ tên xe đèn chút cho mai mỗi cho bà đỡ đồ ngay chỗ cho má nó mà tìm con ra vậy. Dạ, không có bia ấy. Có bia mà nó ngã bia, bia bị ngã ông cho đúng rồi nhiều lúc mà người ta không thấy á lúc mà tìm không ra nghe là bà xin tiền đồ đi tìm bà rồi đi bà xin bạn mướn khác cái đoạn đi rồi mới cái đoạn đi là cô xin nữa là mới đi hết đây là tắm cửa nào dùng nói đó này cậu nó sẽ nói cho tìm ra như thân như gái là phải đem gì ở quê hương rồi á ở miền Tây rồi con nghe nói là cái khu này linh lắm hả con linh lắm hả hôm xưa giờ có cái chuyện tâm linh ở đây không con có chứ cửa nghe nó còn nghe được nó cứ tâm linh đây là con sự hướng về cô Nga nè ý là có người ở đây gặp không có người cũng thấy luôn cái bà kia bà đi gác lá giang cho cô à bà già đi bà lên đây cái tâm linh mặt đá rồi mà dẫn bà đi xuống chết tao làm cái chứ đó rồi quật lên con bà nó kiếm đầu dẫn cái cô Nga nói thôi giờ trưa 12 giờ giờ chứ à, bác giờ cũng dẫn bác giờ thì dẫn xuống một cái rồi bà giờ tới nhà bà đó có lòng con nó lên cứ dạo đây đã rồi con mình kiếm như cô ở gần đây ở lúc nào cô gặp không không cô cũng gặp mình không có ngạo ngẩn mà tính rằng ngánh phục là ơn trên ở trên phụ hộ cách ngang cầu bà phụ hộ anh em đi đó gia đình thì có để đem thân nhân đem về nhà tu cho người ở xa lắm dạ. Nhất là trong miền trong Bà Rịa dạ, miền Tây nữa chứ ở dưới Kiên Giang lúc kèm Kiên Giang nữa có mái mộ còn đi ở dưới chỗ kia sát bên tường kia có Kiên Giang rồi ở Quầy Sơn La rồi ở Bách Việt quay lớn được còn quân rồi là nó đưa mình đi ra rồi quân là trận lên sơn cát là ở vì ông cũng như dạ. Như năm 72 vậy hồi xưa con nghe nó nói là khi mà lính mà tứ trận đem về đây là vô nhà xác là người ta họ tắm rửa xong người ta ướp lạnh không rồi nó xây học để ngược như cái con ngõ là cái mộ vậy để xem mềm bắt đầu giữ thắng lấy người một bắt đầu ở đó chợ trong dân trong này không có ai đập một ngày đâu ở như đập những mấy chứ là cứ một học vậy là một xác người một xác người là đỡ người ta ướp lạnh ướp luôn à ướp cho nó đông luôn luôn à đông á còn cái người mà ấy nữa là hết ướp cha là nó ướp còn như gần á là nó cứ làm bị nhựa hết làm cuốn lại người trước cộng ai tới nhận không nhận là em lên 3-4 ngày vậy nói bắt đầu là chung dạ dạng đó là cứ đỡ thứ mà có người nhà đó nhận cái ông dâu. Thiếu tác thì công này đi đồn là người ta đồn dâu. Là bây giờ chưa của nó anh cũng bếm rồi chắc chưa của tài sản nhiều thôi đâu vượt lên không có là vượt lên là mấy người đi chung vô là lộ là anh mới khá chưa kỹ rồi phụ viên bây giờ đi tác thì luôn cái mộ có các bạn không đó là thiếu tác thì công cái đó bị lầm lai cốt bị lộn hay sao không? Nhận ghi là đồn vợ chia của dèo nhà dèo tứ táo là công dèo đi đào trộm đào trộm là vàng tưởng là vàng do bỏ trong chôn theo á vàng chôn theo người chết luôn á nhưng mà đào lên là không có chưa lấy được hết đào chưa, lên là lộ ra nó bỏ bắt được chắc bỏ chạy đó là cũng mấy người ăn trộm mộ hồi xưa cái tình trạng mà ăn trộm mộ mấy mộ của nhà giàu hầu nữa đào lên cứ cứ quý tộc chia của hầu là mẹ cô hầu sống mà hầu bác mình sống á à, bác tới ta chôn dàn hầu hủ hủ này mình bút đất mà hầu thấy nha bà nói chồng anh ơi vàng cái ông ba nha vợ tôi được chứ vợ đi hết còn ba em mới không gọi vàng á mà nó đi được không đi chứ thì... mày bóc hầu ấy nó đi hết hay mình đốt à giờ ông già giờ ông phát thằng đào vậy ông thấy con gà vàng ông thấy con gà đất chục gà để con lựa lụm giờ đỡ anh để lên cái đường táo mà xe mình phát cho mà trong mình thấy con nữa giải được con nữa là hai con giờ đỡ hai bên em táo cho vui lên hai giờ cái ông con ở trên này đi mất đâu rồi con dưới cũng đi chồng nói hầu đem đốt vào thau được ăn không có đốt dài dặn hòn để đưa
đây là vàng đó là còn sống. Mà nghe người ta nói là khi mà lấy được cái vàng đó là nó ăn cục tay cục chân hết. Có mình đốt rồi sao cũng muốn ông hồng đi, ông đi núi ông không gặp nổ vàng, ông mới em lượm tới ông thấy cho mình cá được, ông không đốt mà vợ đem cơm lên vàng. Không tin giờ vợ ông coi đi bắt nào còn đủ đồng để vàng nó đi mất. Mình gặp cái đó là mình phải đem về mình đốt là nó mới đốt liền tại chỗ. Còn đâu là về nó đi. Cậu mình nó phải tắm ở ngoài đó. Muốn tay cái nắp cửa cái ngủ. Nghe nó xin tiền ấy lên nó mướn không. Như hồi xưa người ta chôn đây cô chị thấy cô sợ. Không sợ bình thường hết. Chắc quen hả? Quen rồi. Cô không sợ. Vậy là hồi xưa là cô cứ đi phụ hồ đây. Hồi đó là xe nó chở vô hơi mình hốt cát đâu cô? Lên suối cho xe ăn đâu? Đẩy suối. Lên suối hốt một suối đánh xuống. Suối núi sao đây? Chỗ nhà bà gì ở đây? Vậy đúng rồi, chỗ đây có cái suối nè. Là cứ cát là mình lên suối mình hốt xuống. Bia mà cứ lấy gì lót làm mình cái đi vậy. Sao lấm lem vậy mày? Sao lấm lem? Ủa mẹ nó làm mà nó làm nó đốt phước gì mà chứng nhìn trồn á. Chạc đi đó đốt nhiều lại. Hầu đế nhà bên vậy mà đốt cái lục hết. Nó dồn chi mất công. Dạ, để nó cháy nó lan chừng hay. Thì nó hay xéo mà nó chắc. Chị bốn ra lượm củi đâu, tép mệt quá. Chắc thì biết Hải với thằng Cường đó lượm mất cuối rồi vì nên là cuối. Em thấy đốt mà, thôi bà nó nhỏ rồi mấy đứa. Nè, bố thấy là ngon hả xanh à? Vì cái hôi chừng là khác, trống trong đây kia xanh. Bốc vậy ạ? Ủa sao dừa dừa vậy? Cái đấy phải tấm lấy gì? Bị gì ạ? Nắm nói á. Nắm cơ địa. Đi ra liệu. Hải ra lát thì